chúng ta đã là tại vị trí mà cây cái bỏ này. Tiếp theo là các bạn hướng cầu và dưới này á là các bạn sau lưng và các bạn tổ chức này. Và đây á là toàn bộ cái gì của cái sửa cho con. Và đầu tiên á là cái gì và tiếp theo đó là dây chuyền đây là sản xuất những cái phần khô xong mang sang kia để ép vào. Đây là cái dây chuyền này đó gồm có là 10 cái dây chuyền gia công. Tiếp theo đó là dây chuyền gia công con sản phẩm con sắt và đây là cái sản phẩm là con lửa. Và hiện tại dây chuyền này đó là gồm có là 18 cái dây chuyền gia công. Thì dây chuyền này là khu vực cái này là khu vực kho chứa hàng là sản phẩm nhập để trước khi đưa vào trong cái dây chuyền gia công này tổ chức rồi. Và đây là cái khu vực là chứa hàng là sao gia công và để hiểu rõ hơn cái quy trình sản xuất thì mọi người